Mày có trả không thì bảo một câu. Ôi giời, tôi trả hết cho các anh rồi mà. Sao bây giờ lại lòi đâu ra một đống nợ thế à? Mày có thích cãi không? Hả? Này! Mày làm gì ấy thằng kia? Bắt lạc người già thế à? Thằng nào vừa sủa đấy? Người ta bảo tuổi cha tuổi chú mày. Bắt lạc người ta thế à? Bố mày thích ấy. Mày là thằng chó nào mà dám xem chuyện của bố mày? Này, người ta già rồi, ăn nói nhẹ nhàng thôi. Cái gì phải động tay động chân thế? Tao không cần biết già trẻ lớn bé cái gì. Nợ tiền của đại ca tao mà không trả thì tao xử. Nhưng mà cậu ơi, tôi trả hết cả gốc lẫn lãi rồi mà. Sao các cậu móc đâu ra nhiều thế? Mày thích lắm mồm không? Mau trả cho tao, nhanh! Người ta trả hết lãi rồi mà mày vẫn còn đòi à? Đây là chuyện của tao, không liên quan đến hai thằng chúng mày. Biết đấy. Tao đéo cần biết. Mày thích đánh nhau à? Chúng mày thích lo chuyện bao đồng như thế. Chúng mày nên nhớ, chúng mày đang đứng ở trong địa bàn của tao đấy. Tao không muốn đánh mày đâu, nhưng về nói với đại ca mày làm giang hồ là phải uy tín. Người ta đã trả hết rồi, đừng gây khó dễ nữa. Còn không nhanh biến đi, tao chết mẹ mày đây. Ngon đấy. Được, gặp lại sau nhá. Nhớ mặt bố mày đấy. Dạ, tôi cảm ơn hai anh ạ. Hôm nay anh có đi đánh nhau không đấy? Trong mắt em thì anh hay đi đánh nhau thế à? Lại không hay cơ. Mà theo em ý, tốt nhất anh nên bỏ công việc ấy đi, nguy hiểm lắm. Ngoài kia thiếu gì việc cho anh làm đâu. Anh biết em lo cho anh, nhưng anh không bỏ được. Anh đã đi con đường này thì không rút chân ra được nữa. Sao mà anh không bỏ được? Miễn là anh có muốn hay không thôi. Em không hiểu hết được đâu. Dù không hiểu thì em cũng biết anh đang làm việc xấu. Anh không làm hại người tốt đâu, em yên tâm. Anh chỉ thu tiền bảo kê thôi mà. Cho dù anh không hại người tốt, nhưng sau này chắc chắn sẽ có người tìm đến hại anh. Nếu mà anh không làm thì sẽ có đội khác đến bảo kê khu này. Lúc đó mọi người còn khổ hơn đấy. Khiếp, nghe anh nói cứ như là siêu anh hùng nào đang bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu ấy. Thì anh của em cũng giống siêu anh hùng còn gì. Vâng, nếu anh là siêu anh hùng thì đem bố mẹ quay lại đi. Em xin lỗi. Sao lại xin lỗi anh? Em có lỗi gì đâu. Sắp đến sinh nhật của em rồi, ước gì có bố mẹ đón sinh nhật cùng em. Không sao, có anh đón sinh nhật cùng em là được rồi. Em còn mỗi anh là người thân thôi đấy. Anh làm gì thì làm, đừng để xảy ra chuyện gì. Rồi, anh biết rồi. Anh còn phải đưa em về nhà chồng nữa cơ mà. Mà anh cũng ngoài 30 tuổi rồi đấy, lo mà lấy vợ đi. Được rồi, anh của em đẹp trai thế này, phải chờ để lấy hoa hậu. Vâng, anh thì kinh rồi. Mày nói cái gì cơ? Chúng nó giám sát địa bàn của mình để quấy rối á? Vâng, nó còn bảo em là về bảo đại ca mày á, làm ăn cho đàng hoàng vào. Mẹ nó, hổ không gầm nữa, tưởng là mèo con chui sau bếp à? Tao phải xử đẹp hai thằng này mới được. Đại ca ra lệnh đi, để em xử đẹp chúng nó luôn. Lần sau á, gặp thằng nào gây chuyện trên địa bàn của mình, không cần tao ra lệnh, xử luôn. Ok đại ca, từ sai em xử luôn. Em chào đại ca. Đợi anh về ăn cơm nhá, anh mua vịt quay cho em đấy. Dám gây chuyện với bố mày à? Từ sau á, né mặt bố mày ra. Anh Nam. Anh làm sao thế? Anh xin lỗi, anh làm rơi hết vịt quay của em rồi. Giờ này anh còn nghĩ đến vịt quay làm gì? Anh đau chỗ nào? Em đưa anh đi bệnh viện nhá. Anh không sao, em đừng lo lắng, chỉ xây sát tí thôi mà. Như thế này mà bảo bị xước sát thôi à? Em đã bảo anh bỏ cái nghề đấy đi rồi, anh mà bị làm sao
thì anh biết làm thế nào? Dưới ạ. Anh không sao đâu, anh còn khỏe lắm. Anh đừng có giấu, anh bị đau thế nào là phải bảo em luôn đấy. Em không phải lo, mà đói chưa? Anh không phải đánh trống lảng, em còn chưa hỏi tội anh đâu. Mày bị sao ấy? Thằng nào đánh mày? Anh hết đau rồi, thôi em ra ngoài mua anh mấy lon bia để anh với Tài uống. Anh bị đau thế mà còn uống bia à? Không sao, em cứ đi mua đi. Anh ơi, anh để ý anh Nam giùm em nhá. Em cứ đi đi. Thằng đánh mày? Bọn đàn em thằng Hải. Chắc là vì vụ hôm trước nên bọn nó trả thù đấy. Còn bà mẹ nó, hôm nay tao phải giết nó. Mày bình tĩnh đã xem nào. Cứ làm thì tao chết rồi không bằng ấy. Mà bây giờ mày sang đây một mình, mày nghĩ mày ăn được chúng nó không? Không ăn được, tao cũng cố phải ăn. Mày yên tâm đi, thù thì vẫn phải báo. Cứ sồn sồn lên như mày chỉ có thiệt thân thôi. Thôi, uống bia đi cho nó mát. Để em vào lấy thêm bát. Đại ca, đại ca, đại ca. Ôi giời ạ. Đại ca, em xử thằng Nam rồi, đại ca. Nhanh thế, nó không phản kháng gì à? Ui giời ơi, cái thằng danh con đấy thì làm ăn được cái gì anh? Em đã cho anh em cho nó nhũn hết người ra rồi. Tao đếch hiểu được chúng nó, với cái sự kém cỏi đấy mà lại bảo kê được khu bên đấy nhỉ? Nếu đã như thế thì chi bằng mình chiếm luôn khu bên đó đi anh. Đúng, cục cưng của anh đúng là thông minh mà. Bây giờ anh mới biết là em thông minh à? Cô em đi đâu thế này? Các anh là ai? Bọn anh đây là bạn của anh trai em. Sao tôi chưa gặp các anh bao giờ? Chưa gặp thì hôm nay gặp rồi đây. Không, các anh không phải bạn anh Nam. Ra chỗ khác đi, tôi không quen các anh. Em gái đừng sợ, anh đã làm cái gì đâu mà em phải cuống cuồng lên thế. Đi theo bọn anh trước đi. Các anh mà làm gì tôi lo lên đấy. Em có la cũng không ai quan tâm đâu. Alo. Mày nhận ra tao không? Mày là thằng nào? Tao, Hải đây. Mày gọi cho tao có việc gì? À, tao có chút chuyện muốn nói với mày mà. Anh Nam, cứu em. Thằng chó, mày muốn gì? Này, mày cứ bình tĩnh. Tao chỉ muốn mời em gái mày uống chén trà thôi. Mày mà động đến em tao, cẩn thận cái mạng chó của mày đấy. Ôi, sợ quá nhỉ. Mày nói làm tao nổi hết cả da gà lên rồi đây này. Chốt lại mày muốn gì? Này, thế bây giờ mày có thấy là mày nên nhường lại địa bàn của mày cho tao không? Chó, mày bắt em gái tao để uy hiếp tao à? Ơ, sao lại nặng lời thế? Chỉ là tao đưa ra lời đề nghị có lợi cho mày thôi mà. Suy nghĩ kỹ đi. À, mà đừng có nghĩ đến chuyện cứu em gái mày. Cẩn thận cái tính mạng của nó đấy. Mày lắm. Có chuyện gì? Phương Anh nó bị bọn thằng Hải bắt đi rồi. Bọn chó này được đà lần tới à? Để tao đi cứu em gái này về. Đừng, mày làm vậy sẽ nguy hiểm đến Phương Anh. Thế bây giờ phải làm sao?
Chúng nó muốn tao với mày nhường lại địa bàn thì mới thả Phương Anh ra. Khốn kiếp. Này, tao biết địa bàn này của tao với mày sống chết với có được. Nhưng mà em gái tao... Tao hiểu rồi. Mày đồng ý với chúng nó đi. Mày quyết định nhanh vậy. Không lẽ bỏ mặc cái Phương Anh à? Cảm ơn mày. Chúng mày thả em gái tao ra. Anh Nam, cứu em. Em yên tâm, có anh ở đây rồi. Mày nghĩ kỹ chưa? Quyết định nhanh lên, tao không đủ kiên nhẫn đâu. Được, tao đồng ý. Chúng mày thả em gái tao ra. Mày có thằng anh trai được đấy. Anh Nam, coi như mày biết điều. Tao khuyên mày đừng có ý định trả thù. Nếu không, em gái mày không lành lặn như ngày hôm nay đâu. Ê! Phương Anh sao rồi? Nó vừa ngủ rồi. Chắc đang hoảng sợ lắm. Mày tính sao? Chắc tao phải đưa nó đi nơi khác sống thôi. Ở đây nguy hiểm cho nó lắm. Vậy cũng tốt. Hay là mày đi luôn với tao đi. Anh em mình cùng làm lại cuộc đời. Chứ cứ đấm đá thế này mãi tao cũng chán lắm. Mày cứ đi trước đi. Bao giờ ổn thì điện cho tao. Tao còn công việc ở đây nữa. Lên chưa đi được luôn. Không ngờ cái ngày này lại đến nhanh thật. Đến nơi khác, em có sợ không? Em không. Miễn là anh không làm công việc này nữa, đi đến đâu em cũng không sợ. Em yên tâm, anh sẽ không làm nữa đâu. À, mà sao anh Tài không đi với anh em mình? Ở đây anh ấy cũng có quen ai đâu à? Không đúng. Thằng Tài sao nó có thể bỏ qua như thế được? Anh nói gì cơ? Nghe anh này, anh mua vé xe cho em rồi. Em cứ đi trước đi, anh sẽ đến sau. Sao anh không đi cùng em luôn? Anh có chuyện phải quay lại luôn. Đừng chờ anh. Nhớ là đừng chờ anh đấy. Thằng Hải đâu? Cái con chó này, sao nó vẫn còn ở đây thế này? Nó vẫn chưa quấn xéo đi vào chúng mày. Thằng chó, mày giả lại đi bàn cho anh nhân tao. Mày cũng liều mạng quá nhờ. Một mình ở đây đòi địa bàn, mày không sợ tao giết mày à? Hôm nay không phải mày chết thì là tao chết. Vừa nãy con oai lắm cơ mà. Đứng lên đánh tiếp đi cô. Thằng chó, tao giết mày. Thả tao ra. Thằng chó kia. Bây giờ mày chui qua hàng tao hoặc tao chặt tay mày. Mày chọn cái nào? Mày có giỏi, giết tao đi. Được, ra dáng giang hồ đấy. Bọn mày nhìn nó mà học tập. Hay là bây giờ mày đi theo tao, tao hứa sẽ không bạc đãi mày đâu. Bố mày khinh. Bình tĩnh, nghĩ kệ đi. Cơ hội cho mày giữ cái mạng chó đấy. Mày có giỏi thì cứ giết tao đi. Được, được lắm. Chẳng mấy khi tao được gặp người dám khiêu khích tao ấy. Chặt tay nó cho tao. Dừng lại. Lại ai đến nữa đây? Tao mà đến đây một mình. Mày quay lại đây làm gì? Sao không đi đi? Sao tao bỏ mày được? Khá khen cho chúng mày. Đúng là anh em tốt. Hôm nay chúng mày nợ anh em tao những cái gì? Tao sẽ đòi lại hết. Chúng mày chỉ có thế thôi à? Bây giờ chúng mày muốn tao xử như thế nào đây? Chúng mày tha nó. Tất cả là từ tao mà ra. Tao sẽ chịu hết. Mày điên à? Thằng chó, mày mà làm gì nó, tao chết cùng mày ấy. Hai thằng mày được lắm. Bây giờ tao cho chúng mày một cơ hội sống. Một trong hai thằng chúng mày để lại cho tao một cánh tay thì tao tha. Nhanh, không tao đổi ý. Để tao. Không được, để tao. Mày tranh với tao làm gì? Mày còn em gái, mày phải nuôi nó. Tranh ra. Đủ rồi.
nhìn hai thằng chúng mày, tao lại nhớ đến người anh em tốt của tao vì tao mà chết. Nên lần này tao quyết định tha cho chúng mày. Nhưng biến khỏi đây, đừng để tao gặp lần thứ hai. Không có cơ hội tốt như ngày hôm nay đâu. Xin lỗi mày. Thằng dở này, mày biết xin lỗi từ lúc nào đấy? Nếu không có mày, chắc hôm nay tao đã... Mày quên anh em mình sống chết có nhau à?